Nha Trang luôn nè. Nha Trang hả? Ở cái này là kêu bằng muscle. Muscle là tiếng Việt là dịch ra là dẻm xanh nè, nhóc nè. Vé vào cổng 5.000 khách. Đi chuẩn bị vào huyện Kiên Lương. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi, đây là nguyên một bãi biển luôn kìa. Đó là nhà xe của mình. Xe 63K4535. Ồ, mấy cây này cây thốt nốt kìa. Cây thốt nốt cây nhồng. Sau khi mà mua vé xe xong mỗi người là 5.000 thì mình sẽ bắt đầu vào cổng nha. Mấy cổng bên kia là sáng mình đi là cái bãi đó là lấy tiền xe là mấy à, cổng hai chục đó. Bây giờ chơi xe đạp phải không? Trời mình điểm xe đạp mấy nhiêu tiền nữa cha ơi là cha. Tốn tiền nữa rồi. Kéo lại chơi rồi. Bộ không rồi nó cho đi xe chơi con kiến nè. Con kiến này lấy tiền nè, tại nó bán vé có 5.000 tức là nó đi bộ hả? Bỏ tốn tiền. Đi bộ không tốn tiền thôi, đi bộ mẹ. Đi bộ đi mẹ đi. Ủa đằng chủ quán xe đậu rồi tao chấp lại cho đậu cho đàng hoàng. Ô mẹ đậu vậy đó mà kêu đi vô quán uống cà phê. Sao vô lọt. Dạ xin chào cả nhà nha, hôm nay đi đoàn của mình đi vào bên trong chùa hang đó mọi người. Quá trời đẹp luôn kìa. Ôi này là gì vậy? Đẹp quá. Cái này là hòn Cụ Tử hả bà Sáu? Tại vì đi miền Tây là cũng vào cái đi cái miền Đông là cái miền du lịch. Du lịch. Đi chùa ở đây thôi. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Thì sau khi mà gửi xe xong thì đoàn mình có hai hình thức di chuyển vào trong, một là đi xe Honda, xe Jeep á, hai là mình có thể đi bộ để trải nghiệm khám phá bên trong luôn ha. Quá trời đẹp luôn. Bên đây bãi biển ở đây. Thì đoàn của mình thì do chú Hùng, nhà xe Ca Lậy và bà Sáu dẫn đoàn đi tham quan và tổ chức các tour hành hương kết hợp với tham quan du lịch đó mọi người. Trời ơi, đẹp quá. Đó, cảnh đẹp ở bên Kiên Giang mình nè. Trời ơi, gió thổi hiu hiu. Trời ơi mắt kiến đẹp quá, mới lấy mắt kiến xuống nè, thấy mắt kiến đẹp quá anh Vũ nè. Nè kiến đẹp quá, chụp hình với nhau tới biển kìa, đẹp luôn. À, lâu lâu hai lúa đi tham quan mà. Ủa anh làm ngoài công đảo luôn mà, anh này là bên du lịch luôn nha mọi người. Chụp đây đẹp nè, không ai đi đi công đảo á, đi công bờ đảo đẹp lắm. Chụp đó đi anh, lại đó chụp đi. Chụp đây chút xíu ha chụp. Dạ. Chút xíu rồi chụp hả? Đeo kiến vô chơi đẹp trai đi ba kìa. Ngầu quá. Trời ơi, để hồi mình sẽ lấy cái mắt kiến mình đeo vô luôn thử ra ngầu không nha. Bắt trước anh Vũ. Đây như hồi nãy mình nói với mọi người, mình có thể đi xe Jeep thế này, những chiếc xe người ta vận chuyển như thế này để khách vào trong đó. Mình có thể đi bằng xe đó nha, đoàn của mình đó. Chú chơi đoàn đó
Giờ cái đoàn của ai con không biết. Cái đoàn đó chiếc xe nãy vô sau chiếc xe mình đó. Quá giờ luôn nè, cái đoàn mình nè mọi người. Dạ bà Tám. Dạ chú đó. Quá trời cái đoàn. Đây bà Sáu. Mấy chỗ này bán đồ dữ lắm. Dạ bây giờ mình đi đến chùa Hai Sơn ha. Đẹp ha. Chùa hang hả mọi người, phía trước mình là chùa hang kìa. Chùa Hải Sơn hả? Ở trước này người ta buôn bán đông quá ha. Thì cũng như là những nơi trước mà mình đi qua thì nó đây. Mình cũng lần đầu tiên đặt chân đến đây luôn. Cảm giác hơi bỡ ngỡ ha. Còn rất là nhiều điều mới mẻ mà nhất định sẽ phải khám phá. Đây Phật giáo Việt Nam chùa Hải Sơn, còn gọi là chùa hang nha mọi người. Chùa hang thì nổi tiếng hơn tại tên ngày xưa tới giờ. Chắc không nói kìa. Biển số xe của người Kiên Giang là 68. Ồ bên này khô. Đây là vô chùa hả anh? Mình theo chân của anh Vũ, anh Vũ sẽ dẫn mình đi nha. Anh Vũ có kinh nghiệm trong du lịch nhiều hơn. Trước ảnh anh cũng làm bên du lịch bên của ngoài côn đảo, mình nghĩ là anh sẽ gần. Hai bên buôn bán đồng quá ha. Phát 100 phần quà cho bà con nghèo dân tộc Khmer. Này đẹp quá vậy. Ồ bên vách núi hả? Mình bên đây phát quà cho bà con. Vách núi kìa. Đi vào bên trong nữa hả? Trong đây mình thấy yeah. Ủa cái này vô hang hả? Ai biết? Chú Sáu cái này vô hang hả chú Sáu? Là chú hang chỗ nào đâu hang? Đây, đây, đây. Bước xuống đó là hang. Bước xuống đó là hang hả? Bây giờ cúng ở đây xong rồi sắp chiếc. Hang đó là đi ra cho học. Dạ. Vậy là mình đi vô chùa hang. Mang dài theo quá. Xách dép theo. Dạ xách luôn. Chùa hang ở đây luôn á cho. Dạ đây lần đầu tiên con đi luôn. Nên hả? Đi lần thứ ba hả? Con đi lần đầu tiên. Anh không biết đây là chùa hang luôn hả? Là mình vô hang này. Ủa sao đây bị nước ẩm thấp vậy ta? Bị nước á. Con có đi chùa Hương nha. Dạ chưa. Chùa Hương ngoài Quế hả? Chùa Hương ngoài Quế. Ờ dạ có đi rồi, hình như là đi rồi á. Không, chùa Hương ngoài Hà Nội. Dạ. Ở cái gì đó. Vậy chưa, con chưa đi Hà Nội lần nào. Giờ đi chùa hang là làm cái hang dưới vậy hả? Dạ. Ủa được mang về lên chưa ta? Như vậy nè. Hồi đi ra ngoài chụp hình. Như vậy là có cái thạch nhũ
ăn hủ xuống cái bầu y cái bầu vú vậy đó. Dạ. Có gì con chụp hình con gửi qua cho. Gửi cho dì nào đó. Thôi gửi nha. Chùa hang có nhiêu đây đó hả? Rồi. Vậy là xong. Vậy là xong chùa hang hả? À. Chùa cái hang cái là xong. Ra đây là mình ra ngoài đây thì mình vòng vòng biển. Nghe biển. Trời đồ biển đây nhiều vậy. Dạ. Dạ. Trời đây đồ biển quá trời. Quay không? Dạ không biết mắt sao vậy. Hai được gọi đây đồ biển quá trời luôn. Vui quá đẹp quá. Ồ ra chụp hình quá trời kìa gì. Dạ. Trời ơi, đứng đây chụp hình đã luôn. Dạ đi về về đây. Này người ta bán đồ ăn, đồ biển rồi quá trời luôn mọi người. Các món biển không ạ? À? Nghe bánh xèo, bánh cái gì đó kìa. Bánh cọt. Dạ, thôi được rồi. Mình đi chú ý là du lịch khám phá không? Trời ơi, mấy con này chiên đã ghê luôn. Chết cha bên bển bắt nhạc rồi hát. Dạ cuối cùng thì mình đi ra qua bãi biển cái gì này đi trước nè. Còn mọi người đang ở trong chùa hang cúng á. Đó. Không gian ngoài đây rất là đẹp ha. Nhưng mà bãi biển này nó không được sập cho lắm á, mình thấy lúc trước nghe nói gì nói là rất là đẹp mà bây giờ không bằng. Không bằng ngày xưa. Ủa đó mình đi ra đó được không? Ủa vậy hả mấy người kia? Sao nãy mình không lên cầu ta? Ra ngoài tắm biển vui quá ha. Mà cái khu này á có người bắt nhạc cũng hơi lớn ha. Đẹp quá trời luôn á. Cố lên anh ơi, là đây đi. Quá trời luôn, nhạc lớn quá mình. Ác tiếng của em luôn á. Em tắt nhạc cho leo lên, leo lên, leo lên. Leo lên, leo lên, leo lên mọi người. Hòn đá này quá trời lớn, siêu đẹp luôn. Quá trời rộng luôn. Ủa, ở đây là nó có chậm chậm hết trơn vậy anh? Cái đó bắt cái gì vậy? Bắt cái gì anh? Mấy con mắt sò á, diệm xanh đó. Dạ hả? Ôi, mấy con diệm xanh. Diệm xanh luôn hả? Diệm xanh nè. Ghê vậy? Cái wow. Này ở Nha Trang luôn nè. Nha Trang hả? Ở cái này là kêu bằng mắt sò. Mắt sò. Là tiếng Việt dịch ra là diệm xanh nè, nhóc nè. Mắt sò là diệm xanh đó hả? Ừ, nè. Ở đây cái đống luôn chị. Ồ, ơi. Mấy con xanh đẹp vậy? Nè. Sợ cái đống luôn. Nó xanh luôn vậy? Ôi dính được diệm xanh rồi nè. Đó vậy. Dạ con diệm xanh. Quá trời đẹp. Thì mình đi ra ngoài đây ha. Đi ra gì hả? Thôi phan xíu đi, 5 phút nữa đi. Qua đi qua Hà Tiên hả? Ủa này không phải là Hà Tiên hả? Mà sao đẹp quá vậy? Trời ơi. Đang ở cái cầu nè. Cầu này đẹp quá. Ơi, khung cảnh xung quanh đây rất là đẹp mọi người ơi. Ừ. Giờ sau khi mà tham quan được một vòng bên chùa hang với bãi biển rồi, giờ mình cùng với mọi người với anh Vũ đi ra trước mọi người ơi. Tại vì nhà xe mình giờ đang đợi đi qua địa điểm khác nữa nên mình không có đi lâu được á. Thôi đừng có khỏi nữa. Ồn quá. Ôi người ta làm hấp dẫn vậy không? Đồ biển quá trời luôn kìa. Mấy con dẻ kìa. Mấy con dẻ kìa. Để vô giờ mình sẽ đi ra. Trời ơi đồ biển quá trời luôn. Mua gì mua đi chứ ơi. Cá bắp đây.
Ủa mấy người đó chưa đi luôn mà, còn mua đồ dài dài kìa. Vậy đó mà hối. Thôi. Mua gì vậy? Để hỏi 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 ông nội có mua chim gió không? Mua bằng gỗ á, đẹp á. Ông nội mua chim gió gỗ. Mà cái chim gió này cỡ này bằng cái nhà rồi. Chuông gió hả? Ơ đi ra ngoài ngoài chụp bãi biển. Đây người ta bán chế thuốc nốt quá trời luôn á. Nãy mình tưởng bên An Giang có mà ở đây cũng có nữa kìa. Bên đây là Kiên Giang. Có con khỉ nó vuột dây hay gì nó chạy ngoài dưới kìa. Hả? Người ta nuôi hả? Người ta nuôi á. Con khỉ nó đi dài dài kìa trời. Con khỉ chết chó vậy. Ủa sao mấy người này đi ra đây nữa? Ủa còn mua sắm mà, không mà đi ra trước bãi biển. Đi ra bãi biển chụp. Mấy chú mới đi mua. Ủa bà Sáu ra chưa? Bà. Chú dẫn nãy giờ bà đi, giờ mất tiêu rồi mày. Chị chính ơi cái tiệm giờ mất tiêu rồi. Ờ con thấy mấy này đẹp quá. Nhiên bộ ta.